Anh ơi, vạn tuế nhá. Vạn tuế thì là bán theo kích thước lộ thân. Nữa là ở đây ý, có bốn cái cây này thì đem quay để cho anh nhìn. Cái cây đầu ấy thì là đo cái khoảng cách lộ thân là đo từ mặt bầu ạ, lên đến cái lá đầu tiên. Chân lá đây ạ. Đó, cây này 24 25 phân này. Cây này là 30 phân này. Cây tiếp nữa là 40 phân này. Đó, hai cây này là 40 phân. Nhưng mà tùy, nếu những cái cây mà lộ thân ý, mà cái thân của nó to, ví dụ như hai cái cây này thì anh có thể nhìn thấy là cái cây bên tay phải ý, là cái gốc của nó không to, nhưng cái cây bên tay trái là cái gốc nó to, thì đối với những cái cây gốc to ấy thì lại cộng thêm tiền nữa. Rất là nhiều cây. Túm lại là anh thích cái cây nào thì chọn. Và sẽ đo giá của nó là theo cái kích thước lộ thân ạ. Em quay một số cái cây ở đây ấy để anh xem rồi anh thích cây nào thì anh chọn nhá. Chuối tràng pháo ạ. Chuối tràng pháo rất đẹp. Đó, cây rất đẹp ạ. Cái chậu ở đây ấy, nhà mình cũng không bán chậu mà là mục đích là để lên trên chậu như này để cho các bạn nhìn thấy, cho nó tâng cao cái cây lên cho các bạn nhìn cho nó dễ đấy ạ. Nếu mà muốn thích lấy thêm chậu cũng được thì sẽ tính thêm tiền cái chậu ạ.